Hello mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series chia sẻ kiến thức đồ họa 3D của Cường. Hiện tại thì Cường đang xây dựng một loạt bài hướng dẫn phần mềm Adobe Photoshop dành cho họa sĩ thiết kế 3D, 3D artist. Và hy vọng là những chia sẻ của Cường ở trong loạt bài này có thể hỗ trợ nhiều cho các bạn, những bạn đang hoặc là mong muốn đi trên con đường trở thành họa sĩ thiết kế 3D. Và không cần phải chờ đợi lâu thêm nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào bài học ngày hôm nay. Let's go! Hello mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Photoshop của anh Cường. Khóa học Photoshop dành cho họa sĩ thiết kế 3D và hôm nay là số thứ 6 chúng ta học về may vá. Đúng không? Con trai học về may vá. Rồi. Anh đang có ý định là anh sẽ làm mấy cái đám mây ở phía xa, phía sau, các bạn thấy chưa? Ở cuối cái số trước thì chúng ta cũng có nhắc tới đấy. Nhưng mà tất nhiên chúng ta sẽ giữ cái phong cách giống như là mình đang làm thôi. Nó khá là clean. Theo kiểu có cái hơi hướng vẽ vector ấy, kiểu vậy. Rồi, thì anh cũng có đi một vòng và có research được cái đây, thấy không? Tất nhiên là anh cũng có xử lý sơ sơ nó đấy, xử lý để nó tạo ra cái vấn đề để bây giờ chúng ta đi chúng ta giải quyết. Và cái vấn đề là gì các bạn xem này, nó có mấy cái đám mây ấy. Lôi nó vô, thấy không? Lôi vô các bạn thấy không? Để các bạn có thể kéo ra nhá, nè, anh từ từ anh tạm thời anh tắt ra đi cái. Khi mà các bạn kéo vào á. Một là chúng ta kéo vào cái dự án của mình ở đây luôn. Hai là chúng ta kéo ra bên ngoài, tạo ra một cái cửa sổ riêng cũng được. Không sao nhé, cửa sổ riêng. Rồi, Ctrl Spacebar, zoom sát nó vô. Hoặc là bấm cái phím Ctrl 0 á. Cái này thì chúng ta đã học ở những cái số đầu tiên rồi. Ok ha. Đây, ai đó đã từng mắc phải cái trường hợp như thế này. Tức là chúng ta lên mạng chúng ta download những cái tấm hình. Đặc biệt là những cái tấm hình mà họ không có cho free á. Thì thường là họ sẽ dán những cái logo đồ. Không? Những cái watermark, những cái dán nó cho đó để chúng ta không có thể sử dụng được. Không? Hoặc là cần phải mua thì họ mới gỡ những cái logo này ra cho mình. Không? Tất nhiên thì ở đây thì anh Cường sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách thức. Giả tỷ như sau này, trong dự án sau này, nếu mà các bạn đi con đường là họa sĩ thiết kế 3D, mà nếu mà nó rơi vào trường hợp nào mà chúng ta cần sửa cái lỗi texture á, thì chúng ta có thể áp dụng cái cách thức tương tự để chúng ta sửa những cái lỗi texture. Ok ha. Còn đối với cái tấm hình này thì anh cũng download free ở trên mạng thôi, nhưng mà anh cố tình anh gắn cái logo này vô để nó tạo ra cái tình huống để chúng ta đi giải quyết đây. Rồi. Thế thì nhiệm vụ của mình bây giờ là gì? Nhiệm vụ của mình bây giờ là mình sẽ lấy cái mấy cái đám mây này, mình đặt vào cái tấm hình của mình, đặt vào cái dự án của mình, nhưng mà nó lại bị mấy cái logo nó dính vô. Đúng không? Thế thì bây giờ mình phải đi tách mấy cái logo này ra, tách ra. Đấy, ok ha, đi may đi vá đây. Thì bây giờ mình đi mình select, mình chọn những cái logo này, mình bao những cái logo này lại trước cái đã. Thì ở đây nó có một cái may mắn đó là nó lại tương phản về màu sắc. Đây là nó có may mắn đó. Sau này nếu mà các bạn rơi vào những cái trường hợp mà nó không có tương phản về màu sắc thì chắc là phải xử lý nó nhiều khê hơn. Thì ở đây chúng ta đang ở cái giai đoạn cơ bản, cho nên là chúng ta lựa chọn những cái tấm hình mà nó tương phản như này được rồi. Rồi. Các bạn sẽ vô đâu? Trước tiên chúng ta sẽ bấm Ctrl J. Không, đập cái laser này ra để lỡ có phương án backup hoặc là để chúng ta so sánh sau này. Ok, bây giờ mình vô mình select, vô select này, lên menu ha, vô select và các bạn sẽ chọn vào color rank để chúng ta select theo màu. Không, chọn theo màu đấy. Rồi, thì các bạn sẽ thấy này, đây, nó đang ví dụ cho mình này. Giả tỷ như bây giờ anh hút màu ở phía bên ngoài này, anh hút cái màu xanh đi. Đó, tức là các bạn đoán ra cái ý chưa? Nó dựa vào cái màu mà chúng ta hút đó, nó chuyển sang màu trắng, nó thông báo là sau này là sẽ chọn những kiểu vậy đấy. Hay là ví dụ như anh chọn cái màu trắng này, đó thì nó sẽ đóng khung, nó sẽ tạo vùng bao màu trắng cho mình, được không? Có nghĩa là nếu bây giờ anh muốn chọn vào màu vàng, click vào màu vàng, đó, nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy nó có cái trắng trong của cái phần logo đấy. Rồi, ok chưa? Xong, ok. Sau đó chúng ta sẽ zoom sát vô. Khi mà các bạn zoom sát vô, các bạn thấy nó có mấy cái vệt trắng trắng này nè, cái lưới trắng trắng này nè. Cái này là do cái hiển thị pixel của Photoshop thôi. Các bạn muốn tắt nó đi thì các bạn sẽ làm như thế này. Các em vô trên menu, các bạn vô view, vô show là hiển thị ra đấy. Show cái gì? Show cái pixel grip là lưới, pixel ở đây là đơn vị ấy. Cái đơn vị của mình, các bạn nhớ lúc mà chúng ta tạo dự án chúng ta chọn cái đơn vị là pixel không? Đó. Rồi click vô. Đó, nó tắt đi.
tắt đi vậy mình nhìn cho nó đỡ rối đúng không? Rồi thì nhìn kỹ mình sẽ thấy nó có cái vùng chọn xung quanh cái logo, nhưng mà có vẻ như nó chưa có chọn hết, tại vì cái màu của mấy cái viền bao ở xung quanh các bạn thấy không, nó cũng không hoàn toàn là cái màu cam mà chúng ta đã chọn ở bên trong này đâu. Cho nên bây giờ mình sẽ làm gì? Bây giờ mình sẽ mở rộng cái vùng chọn này ra, thấy không? Thế thì chúng ta sẽ vô đây, vô menu lại, quay trở lại select. À, hồi nãy chúng ta vô chúng ta chọn color rank này. À, bây giờ các bạn có thể vô modify, modify sau đó thì mình mở rộng thì mình sẽ chọn là expand. À, trong một vài trường hợp mà các bạn muốn cái vùng chọn nó co lại á, thì các bạn sẽ chọn là contract, nhưng mà lúc này anh muốn mở rộng ra thì anh chọn expand, chọn vô đấy. Thế nó hỏi mình là thế muốn mở rộng ra bao nhiêu, tôi muốn mở rộng ra là 1 2 3 4 pixel pixel gì đó, thì các bạn có thể chọn vô. Cái này thì anh nghĩ là một là đủ rồi, ok này đó, nó mở rộng ra một đơn vị một pixel, thấy không? Như vậy là được rồi. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ đi tìm cái giải pháp nào đó. Cái này cũng hơi căng nhưng mà không đâu, tại vì nó cơ bản là nó ở khắp mọi nơi và mỗi nơi nó cũng khác nhau nữa. Quay trở lại với cái thanh này, cái thanh này anh gọi hay gọi là toolbox này, thấy không? Tức là một nơi chứa nhiều cái công cụ, thì trong đó nó có cái nhóm công cụ máy vá đây, có cái biểu tượng, các bạn giữ chuột trái vào đó các bạn thấy cái biểu tượng giống như kiểu là băng cá nhân, hay là cái biểu tượng giống như kiểu là miếng vá ở trên đồ, mà mấy cái đồ cũ, mấy cái bộ phim truyền hình mà chúng ta hay xem, ha, của bác nông dân đồ các thứ thì hay có này. Thì họ họ tạo ra những cái icon, những cái kiểu như thế này để chúng ta nhìn, chúng ta dễ đoán cái tính năng, cái tác dụng của nó đấy, kiểu vậy. Rồi thế thì chúng ta sẽ đi lần lượt, chúng ta các em có thể đi chọn cái đầu tiên luôn, chọn cái đầu tiên xem thử nó như thế nào. Cái này thì anh demo sơ sơ nhưng anh nghĩ là cũng không không hiệu quả lắm, thử nhé. Các bạn sẽ quét qua đi, quét qua cái chỗ đó. Đấy, nhìn cũng vui vui, các bạn đoán ý không? Tức là nó sao ta? Nó sẽ chắt lọc những cái thông tin xung quanh và nó phủ lên trên đây. Đấy không? Nó phủ lên trên cái vùng chọn của mình. Tất nhiên là ở đây là nó không xử lý đúng với cái nhu cầu của mình rồi, nhưng mà đâu đó sau này các bạn làm, nếu các bạn làm những cái dạng mà anh hay gọi là những cái tấm hình, anh hay gọi là những cái tấm texture, những cái tấm texture mà ví dụ như các em có một cái tấm thảm là toàn là cỏ cây hoa lá gì á, thì các bạn cũng có thể sử dụng các cách này này. À, nó tất nhiên nếu mình nhìn kỹ mình cũng thấy lỗi ở trong đó, nhưng mà nó xử lý thì nó có thể đánh lừa được cái thị giác, nếu cái người xem họ nhìn thoáng qua họ không nhận ra được đâu. Còn đối với lại những cái đám mây, những cái hoa văn theo kiểu là xếp này sắc nét như thế này thì nó cần phải rõ ràng, nhưng mà rõ ràng trong trường hợp này thì lại không không có rõ ràng. À, không đáp ứng được nhu cầu của mình. À, nhưng mà anh giới thiệu công cụ các bạn thấy không? À, cần chôn Z lại nhé. À, những cái chỗ này thử có được không? À, những cái chỗ này gần được này. À, chỗ này gần được này. À, tại vì nó đơn giản á. À, nhưng mà cũng không không chưa chưa ha. À, ở cái vị trí này thì chưa này. Quét thử chỗ này coi. Gần được. À, quét đi quét lại gì đấy. Gần được thôi. À, nhìn chung là cũng chưa ổn lắm. Tức là nó cũng giúp chúng ta may vá đó, nhưng mà kiểu như là cái miếng vá này nó cũng không đẹp lắm. À, rồi ok, cần chôn Z lại, muốn đi vòng đã, đi vòng đã. Trong trường hợp này anh nghĩ là kể cả ba cái option này đều không tốt. À, thế này anh sẽ hướng dẫn cho cả lớp mình một cái option khác, nó là như thế này. Các bạn sẽ vô, để anh nhớ, chúng ta sẽ vô, chờ anh tí. Anh đang đi tìm một cái từ nó có cái tên gọi là fill, cái phím tắt của nó là Shift F5, tại vì thường thì anh sẽ sử dụng cái phím tắt chứ không có, đây nó đây chính là đây. Thường thì anh sẽ sử dụng cái phím tắt trong trường hợp này, các bạn xem nhé, anh sẽ bấm vào đây luôn hoặc các bạn bấm cái tổ phím là Shift F5. À, các bạn xem nó sẽ như thế nào ha. Rồi ok, thấy không, nhanh ha, trong một nốt nhạc luôn, zoom xa ra này. Bây giờ tạm thời chúng ta sẽ bỏ cái vùng chọn này đi bằng cách là bấm Ctrl D, chúng ta đã nói ở những cái số trước rồi, Ctrl D. À, thì các bạn thấy nó xử lý không tệ, trong một nốt nhạc xử lý tất cả mọi nơi luôn, nhưng tất nhiên nó vẫn có sạn. Tất nhiên rồi, chúng ta phải đi thêm nữa chứ làm sao mà nó hiểu hết được. Này nó giống như kiểu là AI đó ha. À, đó, giờ mình đi xử lý tiếp. Bây giờ các em xem này, mình khoanh vùng một số chỗ để mình xử lý này. Giả tỉ như là cái chỗ này chẳng hạn đi. Các bạn thấy không? Nè, có vấn đề này. Giờ mình đi mình xử lý nó sạn sạn nhỏ nhỏ thôi, nói chung không đáng kể. À, bây giờ mình sẽ quay trở lại đây, quay trở lại đây cái mình xem thử coi, trong trường hợp này có thể là anh Cường sẽ xài cái option số 2. Cái option số 2, option số 2 tức là gì các bạn biết không? Bây giờ anh sẽ đi tìm những cái chỗ nào nó tương tự, ví dụ như là cái chỗ này các bạn thấy không,
anh sẽ giữ analyze, anh click vào cái chỗ đó. Đó, để anh copy cái thông tin ở cái vị trí đó, cái anh dán nó ra đây, dán nó ra, dán nó thử click đây. Đó, gần được thế, gần được, tức là chúng ta phải tìm một cái chỗ nào nó tương tự một chút xíu, chắc có lẽ ở trên này nó hợp lý hơn này, đúng không? Ở trên này hay trên này? Đây, anh giữ analyze, anh click vào đây nhá. Rồi, ok, anh ra đây anh dán, đó các bạn thấy không này, dán, click dán vô, đó là nó xử lý được rồi này. Nó có một cái hay ở chỗ đây này, có anh quên không mở APN lên. Nó có hay một chỗ là không phải là nó copy 100% nó dán vào đó đâu, mà là các bạn thấy không, nó còn xử lý cái viền ở bên ngoài khá là tốt. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? À, ô, giận ghê ha. Quên chưa có cái Wacom. Anh lấy chuột anh vẽ không được. Các bạn để ý, có phải là cái chỗ này là cái màu của nó đậm hơn so với chỗ này không? Thấy không? Cái màu nó khác. Nhưng mà khi mà chúng ta copy cái thông tin ở chỗ đó vào đây á, thì nó cố gắng nó tính toán xung quanh để nó xử lý cho nó tốt nhất có thể. À, thì đó là một cái hay, đó là một cái hay của cái miếng cái công cụ này, may vá này, phải không? Còn nếu như á, mà người ta vá theo kiểu này như hồi xưa bọn anh không biết á, thì anh vá theo kiểu này này các bạn này. Anh vá theo kiểu này, tức là anh có thể tạo cái vùng chọn, sử dụng cái thằng lasso này. Tạo cái vùng chọn, lấy cái vùng chọn đó. Đấy, rồi bấm Ctrl J. Ctrl J, khi mà bấm Ctrl J á, chọn lại Move ha, rồi di chuyển nó đi này. Ctrl J là nó sinh ra một cái mới đúng không? Rồi di chuyển nó ra này, rồi đắp vào đây này. Đấy các bạn thấy không? Đắp vào nè. Cái chỗ đó, cái viền bên ngoài này thì khớp, nhưng mà cái ở bên ngoài này nè các bạn thấy không? Nó là sao? Nó khác màu mà. Đó, cho nên mới nói là cái phần may vá ban nãy á, là nó xử lý khá tốt, nó xử lý cái viền bên ngoài này, nó tạo ra cái độ chuyển nó len ra, nó lem ra. Thấy không? À, rồi ok ha. Thế thì vừa rồi chúng ta nói về cái ông này. Nhớ là mình muốn copy, bạn copy ở chỗ nào thì mình giữ analyze, mình click vào cái chỗ đó. À, để anh demo lại cho lớp mình xem ha. Demo lại là để tìm cái chỗ nào. Tìm coi đây, ví dụ như cái chỗ này đi, anh có cái sạn này. Đấy, bây giờ anh cũng sẽ tìm cái nào nó tương tự một chút xíu. À, giống như ở trên này, anh sẽ giữ analyze, anh click vào đấy. Rồi anh xuống đây, anh dán nó vô. Dán nó vô, đấy bạn thấy không? Nó xử lý cái viền ở bên ngoài tốt luôn đó. À, tương tự mình có thể áp dụng cho chỗ này này. Chỗ này thì nó hơi khó kiếm, chắc là hàng này quá. Đó, coi vừa không? Cho to to cái đường kính bán kính này ra thì bấm cái phím hoặc vuông tương tự như brush thôi. Đó, em click chưa đây? Có vẻ được luôn này. Đó, nè, lấy luôn rồi này. Được rồi đó. Ok là đó. Thì các bạn sẽ cần phải có thời gian để các bạn đi một vòng, các bạn tweet hết rồi các bạn xử lý cho nó ok là ha. Rồi. Tiếp theo là tới cái số số 3, cái này cũng khá hay ho. Giả dụ từ từ anh chọn brush anh vẽ cái đã. Giả dụ như là anh có một cái dấu vết nào đó ở đây chẳng hạn đi. Thấy không? À, cái tấm hình của mình tự nhiên nó có cái dấu vết ở đó chẳng hạn. Hoặc là ở đây nó cũng có một cái hay, nếu mà các bạn mà đi chụp hình ấy, vô tình mà các bạn chụp xung quanh mà nó có cái sạn nào đó chẳng hạn, các bạn có thể đưa vào Photoshop các bạn xử lý nó theo kiểu này cũng được, may vá phải không? Rồi anh chọn lại cái công cụ đó, thấy không? Cái biểu tượng giống như là cái miếng vá đấy, các bạn sẽ khoanh vùng nó rồi ok. Sau đó thì các bạn giữ chuột trái, các bạn di chuyển cái vùng đó tới một cái chỗ nào mà các em muốn copy ấy. Đó em thấy không, là nó sẽ copy cái thông tin ở đây, nó pass qua bên này, khá hay đúng không? À, lại nhé, anh sử dụng chính luôn cái hình cũ này này, anh chọn vô cái laser cũ này này, đây anh khoanh vùng ở chỗ này luôn, khoanh vùng ở chỗ này, khoanh vùng khéo khéo tí. Đấy, cái nắm di chuyển ở đây là lắp vào đây luôn rồi nè. Nó cũng không không phải là lấy copy 100% đâu, nó các bạn để ý nhá, anh bấm Ctrl D nhé, nó xử lý cái viền bao xung quanh này để cho nó gần như là nó mix đó, nó hòa với nhau được tốt luôn á. Anh cho là cái công cụ này cũng khá là hay, anh không nhớ là ở những cái phiên bản cũ nó có không nữa, hình như là nó cũng không có đầy đủ, thì sử dụng cái phiên bản này cũng được, cũng ok rồi chưa, chốt đơn. Bây giờ cái nhiệm vụ của anh em mình bây giờ đó là gì, mình sẽ đi lấy cái mấy cái đám mây này, lấy mấy cái đám mây này để mình đưa vào đây, đưa vào cái phần background của mình. Anh cũng không chắc là đưa vào nó có ok hay không, nhưng mà chủ yếu hôm nay chúng ta học cái tính năng đó ha. Rồi bây giờ này, bây giờ mình sẽ đi, mình tách cái đám mây này, tách cái đám mây này thì nó có hai màu, nó có hai màu chính thôi, ok ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vô mình chọn, quay trở lại với lại select,
chọn theo gì, chọn theo màu coloring này. Đó. Rồi chúng ta sẽ click vào màu trắng đây, dễ rồi ha. Rồi các em giữ shift em click thêm cái màu này nữa. Đó, thì nó chọn, thì trong này các em thấy nó chọn đám mây cho mình rồi nhé. Ngon lành ha. Rồi, ok. Ok. Đấy, được chưa? Vậy được không? Cũng tạm tạm. Nói chung cái tấm hình này thì cái độ phân giải nó hơi thấp. Nó thấp lắm. Có một vài chỗ này nó tính toán không tốt, tại chắc là nó có những cái màu khác đó các bạn. Có những cái màu khác đó. Thì chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta sẽ chọn vào cái công cụ vùng chọn này này. Các bạn giữ shift và các bạn khoanh vùng này luôn. Để cho nó chọn luôn á. Nó chọn giữ shift là mình chọn thêm. Còn muốn muốn trừ đi là mình giữ analyze nó. Giả dụ như anh muốn trừ đi này, anh giữ analyze anh khoanh cái chỗ này chẳng hạn đi, thì các bạn sẽ thấy nó bị mất này. À, nhưng mà anh muốn chọn thêm mà, những cái chỗ này anh muốn chọn thêm luôn. Thì anh giữ shift là sẽ chọn thêm nha. Rồi ok. Thôi demo sơ sơ như vậy thôi. Về cơ bản là các bạn sẽ làm như thế đó. Rồi sau đó giống như hồi nãy thôi, chúng ta bấm Ctrl J. Đấy, nó sẽ đúp ra. Bây giờ mình tạm thời tắt hết cái này coi. Mình thấy mình có cái đám mây rồi. Khỏe, bây giờ mình đưa cái đám mây này vô. Kéo này ra đây, kéo này. Tách này ra đi. Chọn vào cái công cụ là Move. Sau đó mình sẽ di chuyển cái đám mây này qua bên kia. Đó, có mấy cái đám mây này. Anh không chắc là nó ok nữa. Rồi, tuy nhiên thì ở đây nó đang có tới mấy cái. Tức là nó đang hiện tại nó chỉ có một thôi. Nhưng mà rõ ràng ở đây mình có tới mấy cái đám mây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái đám mây. Chắc có lẽ là mình cần phải tách nó ra các bạn. Tách nó ra. Tách như thông thường thôi chứ không gì hết. Tách nó ra đi, mình sắp xếp cho nó dễ. Mình khoanh vùng nó này. Mình bấm Ctrl X. Rồi Ctrl V. Đó, là nó ra một cái laser riêng. À, một cái laser riêng. Tạm thời ẩn nó đi đi. À, chọn lại cái laser này. Xong rồi chọn lại cái công cụ tạo vùng chọn. Chọn theo lasso á. Lasso là vẽ như thế này này. À, rồi Ctrl X, Ctrl V. Đó, chọn lại move, di chuyển nó xích ra đây. Hoặc là ẩn nó đi. Đó, chọn lại đây ông này. Chịu khó một tí. Ctrl X, Ctrl V. Đấy. Ctrl X, Ctrl V. Ẩn nó đi. Chắc cũng không có xài hết đâu. Rồi ok, chọn vào công cụ Move. Rồi mình chịu khó mình sắp xếp, sắp đặt mình sao đó cho nó hợp lý. Cái này thì nó cũng cần thời gian các em ạ, chứ không phải không. Cần thời gian. Mình cũng có thể giảm cái tăng hoặc là giảm cái kích cỡ của nó. Anh tạm thời ở đây, nhưng mà tí hồi anh sẽ kéo xuống cho nó thấp hơn cái laser, cái đường á. Từ từ mình kéo hết xuống đi em. Kéo xuống, sắp xếp cho hợp lý. Nó cần phải ở trên cái đường. Trên laser cái bầu trời. Đó, nó phải là như thế này. Nhưng mà ở dưới cái laser cái đường. Rồi, như vậy cũng được. Tạm thời em có thể em ẩn cái xe đi đi. Đấy, em sắp xếp, em muốn chọn nhanh thì em giữ analyze em click đấy. À, những cái laser này nó đang ở trên các bạn thấy không? Nhưng mà nếu anh giữ analyze anh click vào cái đám mây á, thì anh đã bị cái laser này chặn lại rồi. Thấy không? Thì anh sẽ lốc cái laser này lại luôn. Khóa nó lại luôn. Khóa cái laser này lại luôn. Rồi bây giờ anh giữ analyze anh chọn lại cái đám mây nhé. Thì bây giờ nó đã chọn được cái đám mây cho anh rồi. Đấy, ok ha. Rồi ok, scale nó. Mình sẽ chủ động mình bật tắt cái xe. Chủ động bật tắt cái xe. Tại vì mình cần phải tương tác cả với cái xe nữa. Đấy, vậy được không? Với cái ở trên này nếu mà nó đậm quá em biết sao không? Mình có thể giảm cái opacity của nó đi bằng cách là sao? Có thể anh sẽ bấm số 5 chẳng hạn đi, nó giảm nó mờ đi. Chắc không cần thiết đâu. Đó, đặt để cho nó hợp lý thôi. Rồi, vậy cũng được. Nó cũng sẽ góp phần giống như kiểu là cái nền làm cho cái xe của chúng ta nó nổi bật hơn ấy. Kiểu vậy. Rồi, anh muốn copy cái laser này, anh giữ analyze. Anh lôi nó ra. Anh muốn lớp mình xem này.
anh muốn lật cái đám mây này nó ngược lại, lật cái đám mây ngược lại. Anh bấm Ctrl T, như bình thường chúng ta bấm Ctrl T á, transform để chúng ta thay đổi tinh chỉnh cái kích cỡ của đồ các thứ của nó, đúng không? Em có thể click chuột phải và em lật, em flip. Ở đây em muốn flip, em muốn lật theo trục ngang á, là horizontal, vertical là trục dọc. Những cái này nếu mà đi con đường họa sĩ thiết kế 3D là các em sẽ gặp lại những cái từ chuyên môn này đấy. Rồi, ok. Mục đích của anh là sẽ để nó như thế này. Đó. Mặc dù nó là background thôi, nhưng mà mình cũng phải sắp xếp làm sao đó. Thực ra background ở đây là nền, và mình cố gắng những cái nền, những cái phụ đó sẽ tôn cái chính lên, làm cho cái chính nó nổi bật, làm cho cái chính nó thăng hoa. Thế thì cái việc các em sắp xếp mấy cái nền nó cũng khá là quan trọng. Cái điều quan trọng là cái nền không được cho nó quá nổi bật, tranh chấp với lại cái chính. Rồi, ok là anh nghĩ là như thế. Chốt đơn. Thế thì cái số ngày hôm nay chúng ta nói về may vá. Nói về công cụ thì cũng không quá nhiều, đúng không? Nói về công cụ thì chúng ta có 3 cái công cụ ở đây. Trong toolbox nó chia ra làm 3 cái ha. 3 cái bằng cái nhân hay là cái miếng này, miếng vá này. Đó là 3 cái. Nhưng mà anh thì anh rất hay sử dụng Shift F5, các em nhớ không? Chúng ta vô File và chúng ta chọn sorry các bạn, chúng ta sẽ vô Edit và chúng ta sẽ chọn là Fill. Rồi, ok, chốt đơn. Đó là nội dung của cái số ngày hôm nay. Nhân tiện chia sẻ thêm một chút xíu nữa, đó là gì các bạn biết không? Mấy cái laser này này, em xem nó có tới 5-6-7 cái laser. Nó cảm giác, các em có cảm giác là thấy nó hơi nhiều. Nhưng mà nếu bây giờ mình mở nó lại nhé, mình chọn cái đầu tiên, mình giữ Shift, mình chọn cái cuối cùng, mình bấm Ctrl E, mình mở nó lại. Giả dụ như đến một cái lúc nào đó mở lại, bây giờ nó đã mở lại thành một laser rồi, em xem này. Đó, đến một cái lúc nào đó cái chúng ta muốn tinh chỉnh thay đổi cái vị trí của nó thì sao? Hoặc là ở những cái chỗ mà chúng ta đã lỡ chúng ta trồng chéo như vậy mà nó mở lại rồi muốn tách sao tách, đúng không? Nó sẽ phiền lắm. Cho nên là hơi nhân tiện anh sẽ hướng dẫn thêm cho lớp mình một cái này nữa này. Một cái này nữa anh cần chôn chết lại nhé. Em sẽ quét chọn hết, không? Chọn cái đầu tiên, giữ Shift chọn cái cuối cùng. Sau đó các em sẽ click chuột phải và em chọn cho anh Cường cái tính năng nó gọi là Convert Smart Object. Đó, nó sẽ gom lại thành một. Nó cũng gom lại thành một, nhưng mà cái này là khác em ạ. Em đặt tên nó cái ha. Mây thì anh Cường sẽ đặt nó là Cloud. Rồi, nó khác ở cái chỗ này. Nếu mà em muốn tinh chỉnh thay đổi cái vị trí của nó, giả dụ như bây giờ anh muốn cho cái đám mây này nó lên cao cao ở cái vị trí này, hoặc là anh muốn copy thêm một cái đám mây ra đây chẳng hạn đi, ra cái vị trí này chẳng hạn đi, thì anh double click vô, double click vô cái laser này. Em có nhìn thấy cái hiển thị này nó quen quen không? Nó giống cái hiển thị này này. Đó. Của cái ông này này. Ông này này. Đó. Cái lúc mà chúng ta mới lôi, chúng ta mới kéo vô, nó ở cái dạng là Smart Object. Thấy không? Smart Object là dạng object thông minh. Kiểu vậy. Giờ anh double click vô này. Đó. Khi anh double click ra vô á, thì nó sẽ tạo ra một cái cửa sổ mới. Thấy không? Đây một cái, giống như kiểu là đây là một ngôi nhà, và nó ngôi nhà Smart Object và nó chứa tất cả những cái object này vậy đấy. Thấy không? Rồi ok ha. Thì giả dụ như là anh cần phải copy ra, anh muốn copy này. Anh chọn nhanh vào cái laser này. Anh muốn copy, anh giữ Analyze, anh lôi ra. Đó, anh đặt nó ở đây chẳng hạn đi. Rồi, sau đó thì anh bấm Ctrl-S. Ctrl-S, nó lưu lại. Nó lưu lại và nó cập nhật qua bên kia. Đấy, ô, nó ở dưới đây này các bạn này. Anh cho nó cao lên tí nhá. Di chuyển cho nó cao lên tí đi. Nó đây này. Rồi, bấm Ctrl-S đi. Đó, nó sẽ lại cập nhật qua bên kia. Nó nè. Thấy không? Ok ha. Thế thì chúng ta hôm nay nhân tiện thì chúng ta sẽ học thêm một cái này nữa, đó là Convert Smart Object. Nếu mà các em muốn cho cái hệ thống laser của chúng ta nó tinh gọn lại, thì cái nào mà nó chung, đi chung với nhau, các bạn có thể đưa nó vào một cái ngôi nhà gọi là Convert Smart Object. Ok ha, hoặc là các bạn có thể rút nó lại, nói chung là cho nó gọn lại. Gọn lại, ok ha. Thì anh đã nói từ những cái số đầu tiên rồi, đó là trong cái quá trình mà các em làm dự án á, thì các bạn phải làm cho nó tinh gọn, quản lý cái dự án của chúng ta cho nó tốt. Thì đối với lại cái Convert or Smart Object nó hỗ trợ cho chúng ta khá nhiều. Rồi, ok, chốt đơn hôm nay đến đây thôi. Chào các bạn, hẹn gặp lại. Cố gắng luyện tập nhiều ha.